Bây giờ mình sẽ là một cô gái, mình sẽ đi lấy những chiếc váy dài nha các bạn. Váy mình lấy càng nhiều váy thì váy mình càng dài nha. Wow, váy mình rất là nhiều màu luôn, lấy được màu gì nó ra màu đó nha, thành một chiếc váy cầu vồng luôn. Rồi bọc gió bay lên luôn, đẹp quá đẹp quá các bạn ơi, váy cầu vồng nè. Rồi đi lấy được váy cầu vồng, bây giờ mình sẽ đi dạ hội hay đi đâu đây, đủ thứ màu luôn. Yeah, wow, mình bay nha. Rồi đến nơi luôn, lấy được cái hộp kho báu luôn đó. Wow, lấy nhiều màu tím quá, váy mình chuyển sang màu tím luôn rồi. Lấy màu xanh nha, màu vàng, màu cam vô luôn. Đây rồi, bảy sắc cầu vồng sẽ sắp sửa xuất hiện các bạn ơi. Cái váy mình rất là xinh lung linh luôn, lung linh lộng lẫy luôn. Wow, đó, váy cầu vồng, được váy cầu vồng rồi, đẹp quá trời đẹp luôn, tuyệt vời luôn, quá đẹp luôn. Váy này phải đi trên sàn kết quá thi hoa hậu mới được nha, đẹp quá trời luôn các bạn ơi, xanh đỏ vàng tím có đủ hết luôn. Ôi, bay càng cao càng xa nha. Rồi múa luôn, lấy được rương kho báu rồi. Bây giờ là công chúa tóc mây hay sao, cái váy nó chỉ có màu vàng thôi các bạn ơi. Công chúa tóc mây đây rồi. Ôi bây giờ thành cô bé lọ lem với chiếc váy màu xanh dương nha. Rồi thì tiếp tục rồi, cố gắng lấy váy cầu vồng thôi, váy cầu vồng để mình làm nàng tiên bướm các bạn ơi. Nàng tiên bướm sẽ cưỡi một con ngựa kỳ lân, ngựa pony nha, năm màu. Ôi váy mình mới có ba màu thôi. Ồ váy chấm bi, có một chiếc váy chấm bi.